Ở trước mắt quý vị các bạn là chiếc đẩy bãi MBS. Dòng này thì em đã quay cho bác rất là nhiều với mã sản phẩm QA2007, chiếc đẩy mang thương hiệu của Mỹ, lắp ráp sản xuất Trung Quốc các nhé. Với chiếc cục đẩy này chất âm rất là hay nhé, tiếng ra rất là hay, đặc biệt giải trống của nó âm trầm cũng rất là mềm, tiếng rất là chi tiết và gọn và chạy mạch lát hát. Với chiếc cục đẩy này tích hợp một cái mặt rất là đẹp, mặt cái sắt của nó rộng như là màu ghi lông chuột các nhé, màu ghi lông chuột. Với chiếc cục đẩy mang thương hiệu QA2007 và đây là trước này nó có màn hình LCD này, thể hiện là chế độ đang đánh chế xe này và báo nhiệt độ của nhá. LR, kênh L, kênh R. Đây là hai cái dàn đèn này. Với cấu hình em đang ghép đánh một đôi loa bắt 40 và một đôi 30. Em quay rất là rõ ràng đường tín hiệu vào từ máy tính này và ra loa thôi nhá. Thì ở đây em quay trực tiếp, thâu trực tiếp quay bằng điện thoại. Đấy. Ở một số đơn vị thì họ sử dụng những cái phần mềm, em biết sử dụng những phần mềm ghép nhạc hoặc là cắm thâu bằng dây livestream đằng sau nên là tiếng nhạc ra rất là rõ ràng. Và đây thì em muốn thâu cho mọi người cái chất âm thật nhất thôi nhé. Với cái dòng đẩy bãi này, cái chất âm thật của nó ra đã rất là hay thôi nhé, rất là hay. Cái chiếc đẩy này thì cũng xin tiếp cho bác Đinh Văn Quán có địa chỉ thôn Văn Thượng 1, Yên Thắng, Yên Mô, Ninh Bình. Giá 5 triệu thôi nhé, giá 5 triệu bao ship. Chất âm rất là hay, này, tiếng rất là hay. Chạy mày class hát thôi nhá. Quay rằng sau đít để các bác ngắm nhìn. Tín hiệu đường vào của nó bằng Canon thôi nhá, bằng Canon. Ở đây sử dụng chuyển đổi ra này. Cái số xe gì của bác này. Con này vẫn còn số xe gì này. Đây là ra loa các bác có thể sử dụng bằng jack electric hoặc là chúng ta sử dụng kẹp loa nó sẽ tiện hơn thôi nhá. Chúng ta sẽ sử dụng bằng đỏ là jack dương và âm của nó màu đen thôi nhá. Con này thì chế độ chọc kênh của nó sẽ có chế độ cục kênh này và ride này. Nếu chúng ta sử dụng chọc kênh thì sẽ trên nút đỏ trên là sẽ là dương, nút đỏ dưới là âm mà chúng ta gạt sang bray. Đấy. Thường thì chúng ta sẽ dùng shifter thì em sẽ gạt sẵn thôi nhá. Con này thì nó có chế độ cắt cốt. Đấy, các bác nghe này. Đấy, cắt cốt đối với anh em có thể chơi một quả cặp sút 50 thì chúng ta có thể cắt cốt được hoặc là đánh mỗi giải tép, hoặc giải chung và giải tép. Đấy thì tiếng của nó sẽ đây. Giải của nó từ 100 Hz, 120 Hz trở lên này. Tức là cứ giải dưới 100 Hz là cắt đi. Đấy, cắt đi. Đấy. Thì tiếng nó sẽ mỏng hơn bởi vì nó thiếu giải bass. Còn ở giữa thì nó đủ giải này. Đấy, ở giữa nó sẽ đủ giải thôi nhá. Nó điện của nó điện 220V thôi nhá, 220V. Đấy. Đây là có một con cầu chì 15A này. Ở đây quả nguồn của nó rất là to nhá, quả nguồn này. Đấy, quả nguồn phía nam nguồn QA2500W này. Với mạch class H thì có nguồn 2500W thì nó sẽ cho ra được tầm độ công suất tối đa tầm 2000 thôi nhá. Với mạch class H thì nó ra được khoảng 80%. Đấy, 80% thì 2500 nhân với 80 thì sẽ bằng khoảng 2000W. Đấy, cho ra tầm 2000W nhá. Mạch class H đối với con này thì nó có một cái bù áp bằng IRF và thường thì chỉ mỗi một kênh nó sẽ sử dụng hai con IRF, nhưng con này sử dụng 4 con IRF thôi nhá. 4 con IRF. Đây là cái con này con diode cầu nhé, diode cầu và xoa nó sử dụng xoa số 3. Đây là những vết keo nhé, keo của nó. Đấy. Tụ lọc nguồn là tụ 63V thôi nhé, 63V 10.000 mi, 2, 4, 6, 8 tụ, tụ còn đẹp và phẳng thôi nhé. Đấy, ở đây thì chúng ta có thể nhìn thấy là các bác đấy có nguồn rất là to. Đấy, nguồn rất là to và khủng luôn, bằng cả bàn tay của em này. Đấy. Đặc biệt là cái tiếng nó ra rất là hay, tiếng âm trầm ra rất sâu mềm. Đấy, rất là sâu và mềm. Thì clip này em xin test cho bác khách hàng, bác quán cũng như giới thiệu toàn thể quý khán giả chúng ta có thể tham khảo với cái dòng cục đẩy bãi. Chất âm rất là hay, tiếng cực kỳ là hay và hình thức rất là đẹp thôi nhá. Em cho to lên chút thôi nghe tiếng nó rất là sáng, chúng ta có thể dùng nghe nhạc không với giày này đã rất là ok rồi thôi nhá, rất là ok rồi. Này thì mỗi một kênh nó sẽ có một con dơ le này, dơ le nguồn bảo vệ máy thôi nhá, và một con dơ le nguồn lát hát, tiếng ra cực kỳ là hay. Clip này thì em xin tạm dừng ở đây. Chúc các bác có một ngày vui vẻ. Yeah, xin cảm ơn các bác đã theo dõi video. Các bác gọi cho em theo số máy trên tấm biển này 0385 2228 để các bác có nhu cầu đặt hàng cũng như là có nhu cầu tư vấn phục vụ âm thanh karaoke thì hãy gọi cho em theo số máy này. Vâng, xin chào các bác ở trong video sau.